Báo cáo quý vị, bác cứ viết lên mặt được, xong rồi sau bác cứ viết chữ Hà Vĩ vào đấy. Bác viết hay là tên cửa ghi chỗ của bác đâu đấy. Cứ để Hà Vĩ cho nó dễ nhớ. Vâng. À, Yên Cảnh rồi. Yên Cảnh Lê Lợi rồi. Bác như thế là thôn Yên Cảnh, xã Lê Lợi đúng không ạ? Vâng, huyện Thường Tín. Đồng Cố Đức Hiền chân thành cảm ơn các bác ngày hôm nay ngày 26 tháng 9 2018 đã về ký kệ TV. Bây giờ bác vào bác ký cho em cái tranh trong kia đi ạ. Cái này sắp xong. Cái này có bán được rồi ạ? Không. Bán giờ hết. Không ạ. Không ạ? À? Không. Vâng. Bác ơi, bác vào trong bác ký cái bức tranh cho em. Không, nó vào bộ hết rồi. Đấy, tranh Tùng Ngạc Diên Điên đấy. Báo cáo quý vị như vậy là lúc này là bác ở xã Lê Lợi đăng ký bức tranh Tùng Ngạc Diên Điên kích thước cỡ 2 là 2m17 x 1m13, giá là 36 triệu. Đấy, Yên Cảnh rồi, bác ký Yên Cảnh được rồi. Cảm ơn bác, để chúng em sắp xếp gian để sẽ chuyển lên cho bác. Hôm nay là 17 âm lịch nhỉ. 17 tháng 8 âm lịch năm 2018.